Nhân dịp năm mới và chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, IV Bác sĩ ơi đã thực hiện chuỗi chương trình tặng quà năm mới cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, IV Bác sĩ ơi tiếp tục hành trình của mình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Cùng với 6 nhà hảo tâm, IV Bác sĩ ơi đã tham gia hoạt động phiên chợ xuân với gian hàng không đồng, đã phục vụ nhu cầu mua sắm cho hơn 800 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Phục vụ các nhu yếu phẩm thiết yếu như sữa, bánh kẹo, hoa quả, bánh chưng, vật dụng cá nhân. Ngoài các gian hàng miễn phí, phiên chợ còn có 5 gian hàng giao lưu với những nội dung phong phú như viết thư pháp, trò chơi dân gian có thưởng, gian hàng quần áo của đoàn thanh niên bệnh viện, gian hàng áo dài Tết của công đoàn bệnh viện. Ban giám đốc bệnh viện cũng đã trao tặng thư cảm ơn đến IV Bác sĩ ơi cũng như các nhà tài trợ trong chương trình. IV Bác sĩ ơi hy vọng những phần quà nhỏ sẽ góp phần khích lệ, động viên tinh thần và phần nào chia sẻ những khó khăn với người bệnh và gia đình đang điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết này.